không? Mày ăn giật bánh của tao lần này là lần thứ ba rồi. Sao mày không trả tiền? Đàn ông con trai gì mà tới ngày ăn giật của con gái, không biết mắc cỡ hả? Nè, tao nói cho mày nghe, ở đây không có vụ ăn giật. Tao hết thì tao ăn, tao hết thì tao lấy, không có gì mắc cỡ cả. Mày buôn bán ở khu này, mày không biết tao hả? Tao là Tý đại ca nè. Đại ca, Tý đại ca cái móc xì nè. Tý hèn, Tý giật thì có. Đồ ăn giật, cái đồ ăn giật. Mày, mày ngon lắm. Hôm nay mày dám chửi tao, giờ tao cho mày biết thế nào là hèn, thế nào là ăn giật. Đổi đi đại ca. Đừng ma, đừng ăn giật nè. Ăn giật nè. Chửi tao hả mày? Ăn giật nè, ăn giật. Hèn hả mày? Hèn hả? Trời. Mày là thằng nào sao dám đánh tao? Tao là Phạm Hữu Nguyên, nghe rõ chưa? Mau xin lỗi con bé. Nguyện, Phạm Hữu Nguyện cái cù lôi tao. Mày ở đâu mà tới đây xưng tên? Mày đánh tao, mày chán sống rồi. Người mãi mãi càng không phải cô níu với hai bàn tay.